Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thành phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello. Ok, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Tôi chính là Win, tôi là Win Update. Trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên qua channel của tất cả mọi người, cho biệt đội xin tối đăng ký cho tất cả mọi người nữa. Và đừng quên là 90% các bạn đang xem video của mình chưa có đăng ký cho mình thì đừng quên là đăng ký đi, vì nó miễn phí. Ok, ok. Và các bạn ơi, sao tôi vừa zoom mà nó vừa lạ lạ sao anh em? Ok anh em à, và hôm nay tôi sẽ chơi một cái Lucky Lock siêu lạ, siêu mới, siêu xịn. Và các bạn đừng quên là nếu video này đạt được khoảng 2000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video Lucky Lock tiếp theo nha. Ok, đây chính là Lucky Block Star Wars anh em à. Anh em biết phim Star Wars không? Anh em nào đã coi chưa? Nếu chưa coi á thì thủ mặt trăng. Không phải là thủ mặt trăng luôn bro. Cái này là Star Wars. Anh em nào á mà đã gọi là nghía qua hay là xem qua một lần á thì Star Wars là chính là cái hình này anh em à. Là đây chính là vũ trụ chết hay còn gọi là Death Star đó anh em. Tôi không biết là đọc tiếng Anh sao á, mà nói chung tiếng Việt đọc là Death Star là mặt trăng chết, vũ trụ chết gì đó tôi không nhớ nữa. Thì nói chung á là chúng ta hôm nay sẽ đập qua đây anh Bảo. Không, ở đây. Ở chỗ. Ok. Tôi chèo anh luôn đó anh Bảo. Ok, chuẩn bị đập nè, đứng yên ơi, đứng yên ơi. Ok. Ok, giờ bây giờ 3 2 1 bùm. Ốc bùm. Ờ, phun dùng cụ gỗ. Ô, em được cái gì nè? Thala Siren Mew là gì? Bye bye. Vũ trụ đây đó hả? Anh đó xuống vũ trụ luôn. Thì đúng rồi đó xuống vũ trụ. Mấy cái này gì á? Su. Ồ, không. Bảo, em tặng anh này nè anh Bảo. Ăn thử đi. Ăn đi. Steam dùng ơi này là tự tử. Sao ghi là sai mày? Không, anh uống thử đi. Thì em có nói gì đâu, anh tặng, em tặng anh mà muốn rồi. Dài. Đó, thấy chưa? Ui, cái này gì đây? Xích. Không được gì hết. Đó, anh Bảo. Ôi, làm gì vậy? Rồi sao ra? Chết được luôn. Hết chết. Này đâu phải Minecraft 1.15 đâu anh Bảo. Ôi. Dơ thiệt. Đó thấy không? Dơ như cái cách nhà trong Minecraft quách ép vậy. Ấy. À, anh Bảo thấy sao khi bên ơi rồi kẹp. Rồi những kẹp bạn ơi ơi cái SpongeBob đâu trời ơi mà ơi không được nha, chưa chém. Ôi cái gì á, ui bà rồi á kiếm rồi vậy ơi. Hai cái luôn chém cái gì giờ thiệt. Dơ thiệt. Ủa mắc gì dơ vậy? Mắc gì dơ vậy? Không thôi, đi quay. Thôi tôi lấy. Có nhiều đồ đấy, có nhiều đồ đấy. Ok, ok. Oh! Oh! Wow! Dơ ơi. Tao sẽ đây. Be full liền. Gặp. What the heck? Sao nó qua đây luôn vậy? Thì tất nhiên nó phải qua anh rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Anh Bảo à, em được cây kiếm lightsaber màu xanh. Anh được đắt. Anh được đắt hả? Đắt bơ bơ. Đắt bơ bơ luôn. Ok. Màu xanh. Thôi hoa không lấy. Lên. Ủa lên. Sao chưa lên? Lên. Ok. Lên rồi nè. Đó. Ui. Vàng. Ok. Ui ok. Rồi. Đồ anh Bảo chỉ là đồ bình thường. Ok. Trời hai cái kiếm luôn rồi trời. Quầy hai cái kiếm luôn hả? Ôi. Ôi cái kiếm màu xanh rớt rồi. Cái gì đấy? Cái gì? Vứt luôn. Nhưng mà làm sao tôi đập ra cái này được? Thôi. Trong khi đợi tôi đập thì anh Bảo thấy sao khi bên team hi ha anh Bảo? Quá được luôn. Được luôn hả? À các bạn nghĩ tuổi gì? Ghê ăn ghê dạ. Team hi ha của anh là sức mạnh nhân 10. Còn không có anh dẫn nhân. Các bạn không có anh tưởng không có anh dẫn nhân 10 chứ anh Bảo. Ờ chắc là mất đi một phần sức mạnh rồi em à. Anh Bảo nói nhiều quá. Literally một phần. Thôi. Anh Bảo không phần xanh của Huy nè. Và các bạn nghĩ ai sẽ là người ai lộn không? Các bạn đã biết rồi, nhưng mà các bạn nghĩ liệu Hi Ha có trở về không thì các bạn đừng có bình luận phía dưới nha. Và các bạn nên nhớ rằng đó chỉ là what if thôi, không có gọi là gì ta, không có ghét nhau ngoài đời thật hay gì hết. Tụi mình chỉ đang làm một cái series khá là hấp dẫn đó. Nên các bạn nhớ xem thì là nhiều nha. Mọi người. Trời lúc đầu Huy ừ. Nhĩ lộn rồi. Được cái gì nè? Được lọ thuốc xịn. Kệ anh Bảo chứ. Ngồi. Uống hiệu coi không biết cái này là gì không á. Ooh, được chạy nhanh hơn, ngon. Đem cái này ngon đấy. Ok, ok. Sao nhiều được kiếm xanh như vậy? Đó, có em. Ui, kiếm xanh nhưng mà hình như xanh hơn thì phải. Ôi ra cái kiếm xanh mà còn xanh hơn nữa. Đúng rồi nè. Ồ đúng luôn nè, xanh hơn luôn à. Mày nhiêu đam? 10 đam. Vậy là cái này mạnh hơn. Ôi trời ơi, quá dễ. Ôi. Mày biến rồi. Ra con chết.
chết mất tiệm. Sao quay lại chỗ này rồi, tôi nhớ tôi Spawn Boy rồi mà ta. Ây da, Spawn Boy đây cái coi. Chán ghê luôn anh Bảo. Chán Huy quá Huy. Chán anh Bảo, anh Bảo. Ôi, nhảy qua đây cả. Ui sao có lava bên đây vậy? No 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 no. Huy, nhảy qua đây, nhảy lên đây. Ok, mũi tên. Oh no. Ui. Ow. Anh Bảo ơi. Hả? Để em kể cho anh Bảo nghe một câu chuyện kinh dị mang tên Vlog. Quay, quay, anh Bảo đây, Bảo, 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 Bảo. Chuyện gì? Anh Bảo, anh Bảo. Cái gì? Em có bàn tay của ZI nè. Hỏi em có bàn tay của Vader nè. Kệ anh, hai chúng ta là kẻ địch rồi. ZI đâu? Hai chúng ta là kẻ địch rồi, chứng tỏ rồi, quá rõ ràng. Bảo à. Ú. Ê, anh Bảo em được cây súng gì nè. Bước cây này đi. Súng gì, súng gì? Đồ của ZI, ủa sao giờ của ZI? À mà đồ của ZI mà. Đây, cái súng nè. Ô, oh, cái quần màu đỏ, what the heck. Bình thường, không có gì là ghê cả. Ôi, ê, ê, ê. Ngu. Đó, 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 nhờn, nhờn, nhờn. Của ai, của ai? Không biết, không biết, không biết, không biết. Mình phải bắn anh em mà, nó bắn tôi ghê quá. Kệ, nó bắn kìa, kìa. Nó bắn luôn kìa. Đâu, nó đâu có tàn hình đâu. Để em bắn nha, để em cứu nha. Đây, đây, chết đi, chết đi. Để em cứu nha. Mày hả con, mày hả con. Đó, em bắn dễ, 2-3 phát chết nó luôn, xài. Biết em là bờ rồ rồi còn phải hỏi. Ok. Dạ luôn hả? Lại là một bàn tay của chết ai rồi các bạn. Ồ hay là bỏ hai bàn tay vô hai bên mình luôn ta. Hợp lý. Đây. Ủa. Làm gì có để cầm được cái bàn tay thứ hai. Ôi quên mất, đây là Minecraft.8. À! Rồi nữa. Oh no. Có cách nào để đi ra không? Vital Axe là cái gì? Cái này cái gì ta? Đập được không? Cái rìu. No! Kiều. Vậy cho nhanh. Không nói nhiều. Ui, có thằng cầm đồ xịn dữ vậy. Nó cầm đồ xịn nhưng mà anh đâu có cầm được, được cầm đâu, đúng chưa? Đúng chưa? Im đi. Huy. Huy. Ui, ú, lại lava đây nữa nè. Ui giời. Ú, cái thuốc gì vậy? Energy. Ok, ok, ok. Thuốc năng lượng. Anh đã có được đồ rồi đấy. Em cũng đã có được. Ú. Huy, xong. Mandalorian. Ú, em thích phim Mandalorian nè, phim này hay lắm. Ok. Anh biết phim đó không? Em coi không. Phim đó hơi. Em thấy hơi bị hay luôn á. Ôi rồi rớt hộ đi ô. Anh có coi súng nhắm nè. Coi súng nhắm là gì? Súng nhắm đó. Là sao? Là cây súng nhắm đó bro. Anh có coi cây súng nhắm là sao? Anh có cây súng nhắm. À. Ôi giời. Nói cái gì anh có coi súng nhắm là gì không hiểu luôn trời. Bắn mũi tên bạn ơi. Ôi 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 ôi. Mày. Ôi. Bắn không? Bắn hả? Solo. Chết rồi. Con quỷ chết ai kia. Tao sẽ bắn mày. Con chó này. Ơi bắn người. Bắn không. A à, nó bắn em luôn rồi. Trời ơi, cùng là giết ai với nhau sao bắn nhau vậy con quỷ. Không phải cùng, nó là khác biệt. Đúng rồi, cùng với là giết ai. Vàng phát. Ok, em không phải là hàng phát mà em là hàng grill. Cùng bà thì được nói nhiều thì bà vẫn là hàng phát thì bà đừng có nói nhiều. Yeah. Au au mày au. Cái gì ơi? Không nhớ. Holy shit, anh đã giết được nó rồi. Giúp em được cái lắp đi anh Bảo. Con quỷ này nó mạnh quá hả? Hên cho em làm giết được nó. Ôi em được cái đầu gì nè, em được cái đầu đây nha. Anh cũng được cái đầu gì nè. Nhìn ghê lắm anh Bảo. Nhìn nè. Ôi giống nhau vậy. Thấy nhau không? À! Xong luôn. Có người ngủm no, luôn. No, chị banh nhô, Abeli, chị bà bồ. Ôi đồ sụn quá. Chết hoài luôn trời, chỉnh chế độ. Be full coi ai có chỉnh chế độ hạt hoài vậy. Mấy quỷ lất cái lóc nè. Nhảy á. Trời, không cho phép. Vibro X. Ôi anh Bảo thấy anh Bảo đeo cái mặt nạ vô cái thanh má, cái thanh thịt của anh Bảo nó bị thối rữa không? À thấy giờ mới thấy nè. Không biết nó bị gì nữa. Lạ nhỉ. Nhưng mà em cảm giác là em liên tục hồi máu. Vậy là cảm giác là nó vẫn xịn hơn. Với khách mấy cái này. Đó, với khách độ dư thừa. Ôi, bye bye. Cây của anh Bảo mạnh như trời. Cút. Ok. Cây anh dài hơn cây của em mà. Cây anh. Ôi. Cút. Wow. Wow, có táo vàng rồi nè anh Bảo. Mấy con quỷ mèo nè. Nè bro. Em có mà. Cút. No. Yeah. Ui, chết rồi. Oh no. Rồi, chết luôn. Không. Em chỉ nói vậy thôi, mà anh Bảo đã vậy rồi. Nhưng mà no. Tôi không dễ chết như thế được. Không. Let's go. Vô. Ôi ôi, ăn cái này cái anh em. Ăn cái này cái luôn, chạy nhanh nè. À, ôi. Này thuốc chết mà. Ủa, tôi chầm nhầm thuốc rồi. Wow. Cái thuốc giống màu nhau
hoài luôn á trời. Té hoài luôn á trời. Tôi tức. Thôi, thôi. Vậy đây, vậy đây. Tôi đang qua nè anh Bảo, anh Bảo đợi tôi đi. Anh Bảo coi ngày có chuyện, coi cần có là có ngày anh Bảo sẽ nhận quả táo. Rồi, tôi quả, nhận quả táo, táo. Quả táo. thế giới này thật là dễ dàng. Yeah, dễ dàng thiệt. Nhanh không? Ao, chơi nha. Ta mới cần súng bắn thôi nha. Ok, bên đây có gì không? Ú, có cái mũi gì nè. Xịn không ta? Xịn bằng cái kia không ta? Không. cái mũi này xịn vãi. Mũi này của bắp vứt. Ok. Còn cái này sao? Radio nhạc. Come on. Tên là radio on. Còn này nữa. Ui rồi, đồ của bắp. Dạ thôi hết đồ rồi. Không sao không sao anh em. Tôi đã có những cái đồ bổ trợ rất là xịn nên là khỏi phải lo. Ghê à. Ôi sao lại không? Ú. Mình được cái gì nè? Nãy giờ mình đập ra mình không biết. Ú, Raven lightsaber. Ok, ok. Raven. Level say. Ồ, nó có cái effect nè. Effect gì nè? Được được được. Tôi xài cái này. Ê anh Bảo cho em mượn anh Bảo cái nha. Không. Come here, come here, come here. Mượn anh Bảo cái, đem test, đem test. Oh. Ủa sao em bị vậy? Tại vì anh cũng có nè. Ok. Ow. Ok. À hiểu rồi, hiểu rồi. Ok anh em à. Chúng ta đã chuẩn. Ủa sao tôi cảm giác tôi nhìn sần gần quá anh em. Ok anh em à. Thì anh em đã thấy đây chính là bộ giáp gọi là của tôi anh em à. Nó mặc dù nó nhìn nó gọi là phèn vãi chưởng luôn, nhưng mà không sao. Tôi miễn sao tôi mạnh là được rồi. Còn anh Bảo thì sao anh Bảo? Bộ giáp này hơi bị đỉnh. Hơi bị đỉnh. Đỉnh giáp đỉnh, đỉnh, hơi đỉnh. Bị cùi nha. Chưa chắc nha, chưa chắc nha. Ok các bạn nghĩ ai? Ai? Ai sẽ là người chiến thắng? Mọi người sẽ có 3 mạng và các bạn ai nghĩ ai sẽ là người chết cuối cùng? Các bạn nghĩ coi. Bình luận phía dưới ngay bây giờ đi. Còn bây giờ đi. Chúng ta chỉ chuẩn bị bắt đầu với cuộc chiến go. Đi thôi. Ăn miếng thuốc nào. Nào. À, ăn miếng thuốc này nè. À, ăn thuốc này nè. À, ăn cái này nè. À, rồi, tới công chuyện với anh Bảo luôn. Vô chưa? Tới đây, tới đây, tới đây. 3 2 1. Trời, bà bắn súng. Bắn ai vậy? Ây da. Ủa rồi. Ủa rồi. Ây da. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi. Ui da. Ui da. Ui da. Ôi. Ôi. Ôi ôi. Cái quần bảo đau quá. Ôi. 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 Wow. Yeah. Khoai tôi chưa. Cái quần bảo mạnh gì. Trời trời trời. Tôi không tin. Tôi không tin. Tôi không thấy, tôi không tin, tôi không tin. Bây giờ phải ăn nhiều nhiều cái này mới được. Ok ok, một mạng rồi nha, một mạng rồi nha. Tép okay, tép vô nè. Ôi trời ơi. 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 Ôi trời ơi, anh Bảo ơi. Ồ, ú. Ú rồi. Ú rồi. Ú, ú. Ú là ha. Anh Bảo hơi nhiều con mình. Wow! Anh Bảo, một mạng, mỗi người một mạng đó, tiếp đi. Oh my god, đánh cây quân bảo mạnh vậy. Được, tiếp đi, tiếp đi. Đâu rồi, anh Bảo đâu rồi? Ui giời, bắn cái gì thế? Bắn cái gì dở thế? Ok, ok, ui. Ui mỗi người hai mạng. Bắn cung, đúng là ngon, con tới đây vậy, bắn ngon đây. Quýnh à, quýnh à. Ôi, ôi, ôi. Yeah. Con bảo con cái gì? Cao. Rồi, spam, 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 spam. Đi. À! Hết, hết đạn rồi. Ngon này lần nữa anh Bảo, ngon này. Tôi bi bi anh nè. Ngon này, anh ngon này, anh ngon này. Ngon à. Ờ. Hù. Ồ, hù ai, hù ai, hù ai, hù ai anh Bảo. Ồ. Anh Bảo mất giáo rồi anh Bảo. Anh Bảo mất giáo rồi anh Bảo. Anh Bảo mất giáo rồi anh Bảo. Rồi. Anh Bảo không nghe tiếng hừ hả? Không. Dở, vậy là non. Rồi, thôi. Ok các bạn ơi. Rồi, không không không, không biết gì. Thua đã giờ rồi, đấy cái người ta mất giáp à. Ngon ở đây, ngon ở đây. Ngon ở đây. Ôi, đều. Ok anh em
like thì nói chung thì video của mình cũng có đi, và anh em đừng quên để lại cho tôi một nút like, một đăng ký và nút chia sẻ nha, và đừng quên qua channel của tất cả mọi người, chuẩn bị đồ xin tối đăng ký cho tất cả mọi người nữa nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye. Bye bye. Ê, bà ơi. Bye bye. Yeah.